Hải Núi Cấm xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mà các bạn theo chân Hải Núi Cấm xuống tham quan điện Thị Bổng. Đây. Điện Thị Bổng. Đó là một cái điện cũng ít người biết đến nha. Hôm nay Hải Núi Cấm giới thiệu cho bà con biết. À, sau này có dịp lên Núi Cấm thì cũng có thể ghé tham quan. Đây cung đường đi xuống đây. Các bạn xem đó, cánh bên đó là điện Quỳnh Long, dầu Bò Hông, dầu Bà. Đó là cánh bên đó nha, rất là đẹp. Tiếp tục.
đâu. Quen quen con, quen. Nãy giờ đi xuống điện bộng hết đường xe các bạn. Giờ tiếp tục đi anh chủ nhà đi xuống dưới điện. Đi bộ. Đây. Anh chủ nhà đây là những cây đào ở ngoài miền Bắc mà ở trong núi Cấm vẫn trồng được nè. À, nó chưa ra bông lúc mà ngay lúc ra bông rất là đẹp. Lan ở trên cây nó dính trên lan mà còn quay mấy cây lan đó. À, cái này lan muối mình ha. Lan này hả? Cây kia kìa. À, đó, cây bự đó. Ờ, ừ. À, lan nó tiền không nội, ông rừng mình đãi vậy chứ xuống dưới là chịu không có một chậu á. Ừ. Đây tiếp tục chỗ này hai bên lãnh trồng cây cái này cái cây gì qua đây? Đinh lăng. À, cây thuốc nam. Đó, các bạn bà con xem cái cảnh rừng núi đẹp quá trời luôn nè. Bà con đến đây là mê luôn. Ông anh không có miếng đất đâu, 70-80 công đất ở đây quá trời, cũng sống như tiên giới luôn này. Không ngờ núi Cấm mình mà rộng lớn vậy, nào giờ ở nhà không có đi đâu mà biết đâu. Hôm nay rảnh rỗi là mới đi tham quan mới biết. Nó lớn. À, đây là cây bơ mà nè, nè không nghe mùa hay mùa cháy chắc. Dữ lắm hả anh? Sao? Năm mà nếu bơ nếp, bên nếp bơ khơ ấy thôi không mấy tháng rồi. Trời ơi. Hôm nay tôi ghép, phá bỏ tôi ghép ba dòng bơ này là hả? À. Bơ trái dài á. Ừ. Quá trời, đây vừa anh trồng đủ thứ chứ nè. Ngồi ba cây đinh lăng không, anh sống còn, không hết rồi. Cái đó thì cam đó, cam ca ga của Mỹ, cam đỏ á. À. Cam ý luôn tình mấy. Ừ. Anh trồng cây tặng cái cây quý không à? Thằng hiếm không? Đây nó đánh xăng điện bộng nha bạn. Ớt hiểm. Ớt hiểm nó cấm này nếu bà con có ăn rồi thì ghiền chết luôn nghe, rất là cay, ngon. Ở đồng bằng không có loại ớt này đâu. Đá, bàn đá có hai ông hai bên. Dạ. Yeah. À, đây. Nó tới điện bộng nha các bạn. Nhìn nó cũng ngộ phải không? Dạ, yeah. Đây là một cái điện nằm trên núi Cấm luôn nha. Nằm hướng vào chư thần. Đó, ông anh giới thiệu là có hai cục đá hai bên cửa. Ông đá này hình trái tim. À, đó hình trái tim. Hình trái tim, ở đây thấy hình trái tim không? Ừ, này đúng rồi. À. Ừ. Đó, ông đá ở đây hình trái tim. Ba ông đá đó là ba ông gờ, ba ông là ở trên nó bằng nhau luôn nha. À, ra có đây cây da mọc lên trên quá trời đẹp luôn nè. À. Cảnh nằm sống này như sống cảnh tiên giới luôn. Cảnh này cảnh tiên, còn cảnh gì nữa. Mình giới thiệu cho bà con có xem clip này rồi, sau này có dịp lên núi Cấm thì đến đây nha, xe ôm là chạy tới chỗ luôn. Đi thẳng xuống dưới xuống đâu đó anh Sơn? Chú bộng đó. Dạ. À. Ở đây nè. Ừ. Ba ông đá nè, ông ra đây nhìn nè. Quá trời đẹp. Đây là như mũi thiền nè nè. Dạ. Ờ đúng rồi. À lên đây nè, ông lên đây nè. À đây đây. Đâu đó, đứng bên dưới này quay là mới giống mũi thiền nè anh. À, mình nhìn thôi, còn à, quay chuyện đó sao ấy rồi mình nhìn y như mũi thiền đó. Bà con xem nè. Một tảng đá y ra như một cái mũi thiền luôn nè. Đó, như mũi thiền. Rất là đẹp luôn. Ý như thiền luôn phải không? Ừ, đúng rồi, mũi bên thiền. Đây sao là bên đây như vậy? Ừ. Hai bên má. Hai bên má nó vuông ra mỏ mũi. Ừ, má bên đây sao bên đây nó hình thế nó giống giống như vậy? Quá đẹp luôn bên đây. Dạ. Đây anh Mạnh đi hướng dẫn nè. Đây. Ba ông má nhìn ngay. Trời ơi, đúng là thiệt. Ý như cái này thiên nhiên tạo rồi các bạn xem thiên nhiên tạo mà nhìn ba ông đá đứng thẳng gan bằng nghiến luôn, không có ông nào lú ra lú vô luôn nè. Giống như mà tiên cảnh sắp đặt sẵn á. Mà ở trên ông đá này trèo lên ha, có dạ, một cái ghế còn như có ghế hầu một cái ghế bự xuống giữa. À. Dạ, đây mình nhìn đây nè. Chắc em nghĩ đây chắc ngày xưa cảnh này chắc có tiên xuống ở rồi quá anh. Cảnh tiên mà ngày xưa mà. Quá trời đẹp luôn bạn ơi. Mọc luôn nha. Dạ. Đó là mình ra đây mình nhìn. Ừ. Nhìn mình xa nào mình mới thấy rõ cái ghế mà mình lên đó mình ngồi nó phía à, xuống. À đúng rồi. Mà đi ra như cái ghế ngồi có tựa lưng, có tựa lưng luôn nè. Có tựa lưng luôn rồi à. Mình lên đó mình mới thấy được những cái ghế mà hầu như một cái ông lớn chứ giữa mà bên hông những ông nhỏ à, đó. Quá có trời tuyệt vời luôn. Thì ra như một cái ghế tiên luôn các bạn. Ngộ lắm. Đá mà lên đó mình mới nhìn được, mình nhìn thấy cái hiện tượng phía phía vậy thôi. Lên trời ngồi phía cũng như một cái ghế bự còn như cái ghế nhỏ. Quá trời ông anh ông ở đây nè, ông này ông sống chắc có thể là bà con mà 200 năm sau lên chứ ông còn sống đây quá, ông cảnh tiên nè, ông không có già rồi. Mỗi ông đá ở bên rìa này thì ở trên nó có cái sân nha, có yeah, sân giống như ngày xưa mà người nghĩ như ngày xưa có mấy vị ta ngồi ta uống trà hay gì à, có cái sân đẹp không? Có leo lên trên được không anh? Được. Được hả? Ừ, rồi chút xíu mình leo lên trên ha.
quá trời cảnh đẹp rồi mấy bạn ơi. Lá này là hình, này là hình, hình này mình nghĩ rằng có người như để hay hoặc nó lớn gì đó chứ. Đúng rồi. Chuyện nó ở trên kia lăn xuống thì mình nghĩ ở đây nè, đây đâu có đá đâu thấy không? À. Nếu có đá nhiều thì mình nghĩ ba ông nó ngay. Đúng rồi. Còn đây có ba ông là đặc biệt. Ở đây là không có cục đá nào lớn luôn. Mà có một cái là đặc biệt trong cái hang giữa cửa này nữa nè. À, có ba tảng đá đứng các bạn nhìn xem nè. À, ba hai ạ. Hai ông giữa cửa hai bên đưa cái mỏ vô nữa không? Yeah. Lúc là giống như cửa tiên luôn á. Này vô cửa vậy đó. Ừ, vô cửa luôn. Đặt sẵn vậy đó. Quá đẹp. À, rồi, đây trên đó như có xăng vậy nha. Dạ. Yeah. Bằng gan đúng không anh? Ha, nếu nhìn là thấy bằng gan luôn mà quá trời nó đẹp. Thêm một cái nữa là cái nguyên cái cây này nè, cái da này nó bám vô leo lên nó nhìn. Đó khoảng chừng 5-7 người ngồi uống trà, 4-5 người ngồi. Trời ơi, cái này chắc được nhiều kiểu khi như kiểu mình là ngồi mà hàng nguyên vậy đó. Là nhiều khi tiên xuống đây uống trà qua anh không hay anh ơi. Chứ anh thấy cảnh này cảnh tiên. Nhiều khi mấy ông tiên xuống đây ngồi uống trà hoài mà anh không hay á. Nghĩ gì đó. À trên đó đó. Quá trời đẹp rồi. Rồi tiếp tục đi xuống cái hang ở dưới hả? Này hồi đó đó nó là lúc tôi lấy mặt bằng lại nó phức cái chừng chút chứ ba ông lá là trò lỗi lên như trên dĩa chứ. À có nghĩa mình chán này ha. À, mình lấy mặt bằng lại chứ không có trò lỗi trên gì đó. Là chỗ này anh làm luôn hả? Ừ, mình lấy quá mặt bằng trời ơi. Đây mình chặt đá, chặt đất xuống mình đùa lại. Đó lú hai ngoài lên. Chặt cao lên rồi nghe. Hang này cao lên. Cảnh tiên giới anh ơi. Ừ. Anh ở đây chắc cũng con cháu tiên vậy mới được ở đây thiệt chứ. Ở đây tối mình xài điện năng lượng anh. Rồi, tiếp tục theo ông anh mình xuống hang Điện Bộng nha các bạn. Rất là đẹp các bạn ơi, có dịp rồi đến Núi Cấm mà ghé đây. Đây là một cảnh của tiên giới chứ không phải là của người phàm đâu. Mình ở trên Núi Cấm đây, mình đến đây mình vô đây mình thấy còn một con mê nó chi mà bà con ở xa vừa đến đây mà thấy cái cảnh này. Trời ơi. Mấy đại gia mà đây là nhìn cái mũi sùng. Ừ, đúng rồi đây nè đó bà con nhìn xem nè, mà dưới đây là cái đường đó tảng đá y gan như cái mũi con thuyền vậy đó. Đó hai bên vách thuyền nè, phía trước là cái mũi nè đó, rõ ràng chưa. Con thuyền này, con thuyền này lớn lắm, nó nằm đây mấy ngàn năm rồi. Dưới đây cái lượng dạ đây đi xuống mấy dưới này xem. Cái này mà gặp đại gia mà mình thích cái cảnh này đến đây chắc trả anh vài chục tỷ quá anh Sơn. Có người đòi vài chục tỷ tôi không bán. Thiệt. Đòi 50 tỷ tôi không. Trời ơi. Không nói y gan đúng không? Vài chục tỷ là trả lần mà lấy là cái điểm này ở sống như cõi tiên luôn. Quá đẹp rồi con ơi. Nó ông anh nó có người trả 50 tỷ luôn cái cảnh này mà. Thôi không bán nè bà con. Anh nói doanh nghiệp ở bên Campuchia, nó doanh nghiệp phục đào mua anh. Làm thiền viện của chùa. À. Làm thiền viện. Quá. À, quá trời quá đất đẹp rồi. Ông dài vậy mới. Dạ. Đừng bên trèo lên bóng hới trong đó. À thôi đừng động tới. Dạ này rồi đó nó quay ngược chứ vô nhìn hình quá trời cảnh đẹp luôn rồi. Bà con xem nè. Đây là tảng đá một con thuyền. Trên ông đá này nghe. À ba ông đá hồi nãy mình quay là nằm phía trên ông đá này nghe các bạn. Quá trời đẹp luôn rồi. Mẹ ơi. Mình ở Núi Cấm mà nào giờ thì cái lần đầu tiên trong đời mới đến đây luôn á. Không ngờ ở đây mà có cái cảnh tiên giới gì. Quá trời đẹp luôn. Đây. Quay cho bạn xem. Đây là phía dưới nha. Hôm nay đúng là có duyên với ông anh này đến đây xong gặp ảnh. Ảnh dắt mình đi. Ở có ông già anh đó. À. Ở phía trong đó là có ông dài ở ẩn tu của chổng nha. Là ở lâu lắm rồi. À, mình không chỗ có này ngày xưa là có người ta tu thầy tại ta tu đây nè. À, nên nó mới đặt cái điện hy vọng đó. Dạ. Người ta tu đây, ở đây. Có mấy đi hương thờ. Đây, cho bạn xem. Một cái cảnh thiệt tình chứ. Mê ly thiệt chứ. Quá trời đất. Ngày xưa miếng đất này anh mua lại hay gì? Ông già khai thác đó. Ông già khai thác hả? Ừ. Nó thấy ông già tôi làm ăn về núi làm ăn cái gì. À. À miếng đất này của ông già của ông anh này ngày xưa giờ cũng để lại cho ảnh. Mày kia ngoài giặt mày kia nữa, mày kia của ông anh cũng khác. Để phía dưới điện này có thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Khai lâm đất này ở đây đó, ông già tôi khai. Yeah. Đất này.
Thì thờ mẫu mẹ. Đầu tiên luôn. Hồi đó có người ta tu ở đây. Dạ. Thì bổng này là mình lại là đã có rồi anh, người ta đặt có sẵn hả? Rồi, hồi đó có sư cô ta tu ở đây nè. À, có bà sư cô đây tu hồi đây. Hồi đó tu hồi đợi thời pháp á. Dạ. Lúc khi mà ông già mình lại đây khai thẳng miếng đất này á, thì những người mà ta lấy thuốc nam á, những người ở ngoài chùa Phật nhỏ đó, ta mới nói là ở trong đây nó có cái điện di bổng, có cái điện người ta chết, người ta kêu bằng điện di bổng. Rồi từ đó ông già ông mới khai thẳng miếng đất này á, mới kêu điện di bổng thì làng xóm ở đây nhỏ lớn thì ai cũng biết hết điện di bổng này. Cái tên gì tại vì hồi đó nó có bà sư cô có tu đó đó. Vậy mà em ở trên núi này mà không biết trời. Thành chứ. Trời đó là người ta đâu có biết như danh tánh gì đâu. Bởi dưới cái bọng á, ta mới kêu bằng ta đặt cái tên. Ở dưới cái bọng ha. Bọng thị nữ. Đó, bà sư cô nữ á tu ở dưới cái bọng đó. Đó, từ thử lấy cái tên là Thị Bổng. Nói cho mình rồi, mình cũng truyền lại cho cô bác thôi. Dạ, ông cũng còn sống. Quá trời đẹp này. Dạ, không, thiệt em ở trên núi này cũng tính ra cũng 40 năm có rồi, mà đâu có biết đâu. Bữa dạ, nay lần đầu tiên đến đây luôn á. Cũng tám mấy tuổi rồi. Dạ. Ba anh thêm biết rồi, ông lớn tuổi mà. Ông mắc hả? Còn. Còn hả? Quay qua ông, quay đi chơi với tôi. Lâu quá rồi cũng không có gặp á. Thì cũng không biết. Ông còn. Ba ông đá này trên đó bằng lắm nha. Trên đó mình ngắm nó bằng gan nè nha. Quá trời đẹp luôn. Không phải mà tặng ông chỗ này. Không, mình quay kỹ cho bạn xem mà tặng đá này. Mà ông đá trên giữa nó cao cái đó đó. Nếu mà lăn xuống nằm dình dẹp chứ đâu có nằm đứng vậy. Giống như là ai bưng lại đặt đó nghe, chứ không phải là tự nhiên mà có vậy nha. Để đứng vậy mình để đó, chứ còn mà lăn nó không có thể nào mà đứng. Dạ. Đứng mà trôi gì đâu. Đúng rồi, tại vì cái mặt đứng nó cao. Lớn hơn cái mặt chạm đất phải không? Mặt chạm đất rất là nhỏ luôn. Chạm đất nhỏ. Chỉ có mấy ông tiên rồi sắp xếp thôi chứ còn thôi. Người phàm mà không bao giờ làm được nổi. Để quay từ từ cho các bạn xem đây. Mà ở sau này giống cái đít cái tàu thấy màu à. Dạ. Quay kỹ cái đền thờ ở đây nha. Đít cái tàu á. Dạ. Cho bà con có dịp đến này thắp nhang cúng. Quá trời đẹp các bạn ơi. Phía trước này là thờ Mẹ Quan Thế Âm. Phía dưới là Địa Tạng Bồ Tát. Trên là một lá sen. Quá đẹp các bạn ơi. Như một mũi thiền luôn. Một cái cảnh giống như ở tiền giới á, chứ không phải ở phàm trần đâu nha. Nè các bạn xem từ hướng này nha. Cái hướng này hồi nãy là mình quay cái mũi, còn này là giống như cái đuôi tàu luôn nè. Thấy rõ ràng không? Thấy không? Tròn do anh ôm giống như một cái đuôi tàu luôn. Đúng rồi. Không lẽ mấy ngàn năm trước có chiếc tàu cho giặt ở đây đã đó anh, bây giờ nó quá đá, quá thạch. Cũng có thể lắm ạ. Ha. Hàng ngàn tỷ năm về trước á, người mình không có biết được á. Dạ, có thể là cho dạt lên núi này rồi đậu đây, bây giờ nó đã quá thạch đây thành tảng đá lớn rồi nè. Chưa có nhà khoa học nào mà lại khám nghiệm. Thì không có cảnh nào bằng độc lạ như cảnh này hết trơn. Quá đẹp luôn bạn. Đây là cảnh độc lạ. Cái này mình nếu các nhà khoa học mà nghiên cứu về hàng ngàn năm về trước, hàng triệu năm về trước cũng có thể đến đây đậu đá là coi là có phải là một tàu ngày xưa mà tấp vào đây không biết. Cái hình dáng là rất là giống. Phía trước mũi và phía sau đuôi y hệt luôn, không có khác tiếng gì. Quá trời đẹp. Như nếu mà xếp vào ấy là kỳ quan nó cấm. Đó. Ở đây có một cái cây rất bự các bạn. Đây. Dạ. Quá trời. Đúng rồi. Rồi từ đó tới sau là mình biết là chỉ có cái tổ ở ông thôi. Ý là anh nói ngày xưa là có người tu đó ha. Còn mình á. Còn sau này á là ông ở dấu vết, ông ở bò ra bò vô mình thấy dấu vết ông rồi. Bây giờ thì dấu vết ngày xưa là có người tu đó là ông ra ông đuổi à. Hai ông ra là đuổi không cho ở đó luôn nghe các bạn. Hai ông già á. Đó là đời trước rồi. Anh chủ đất nói á là còn bây giờ là dấu ở đó. Còn bây giờ giống như ông ẩn tu ông không cho ông anh chủ đất thấy, mà cái dấu bò ra vô thì ông anh không biết là ông vẫn còn ở đó. Ở đó. Bao nhiêu người ta tham khảo, một đoàn nào lại tham khảo, bây giờ mình
Rồi chẳng hạn như mình muốn tham khảo là mình ở đó mình lấy đàn mình gọi mình bò vô là mình thấy dấu vết. Dạ. Sao sao vậy? Giờ ai đâu dám vô chổng anh? Có người ta lại. Dạ. Ông Linh cũng như bắt 5-7 người vậy đó. À. Lại mình đi coi dấu vết coi phải không? À. Thật sự là mở bóng hới. À. Ở đâu có đi sâu vô trong được nữa. Đúng rồi. Rồi hang vô sâu lắm ha. Sâu. Dạ. Mình bò vô được. Ừ. Tôi không có bò mà. Hãy nước cấm xin chào tất cả bà con. Đây là cái quang cảnh từ nãy giờ Hải Núi Cấm đến đây quay cho các bạn xem. Đây là một cái cảnh ở trên núi. Đây là điện Thị Bọng, có tên là điện Thị Bọng mà rất là ít nhiều người biết đến. Đây là nằm bên cánh Dồ Chư Thần. Bà con có thể xem lại video này và sau này có dịp lên núi Cấm có thể đến đây tham quan, rất là đẹp. Một cảnh giống như một cảnh tiên giới ở trên núi vậy các bạn. Nãy giờ mình đã quay rồi, bà con có thể xem và biết, rất là đẹp. Ở trên núi này nếu mà mình đi nhiều chỗ nhiều nơi chưa có cảnh nào đẹp hơn cảnh này nha. Bà con có thể là xem lại kỹ, nếu thấy hay nhớ like, share, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh Hải Núi Cấm. Hải Núi Cấm sẽ còn đi tiếp tục đi quay nhiều điểm nữa. Những điểm nào bà con có đến rồi hoặc là chưa đến thì cũng có thể xem cho biết. Rồi mong bà con ủng hộ kênh Hải Núi Cấm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin chào, bye bye.